theo trước mắt á, thì khổ lắm, có nghĩa là khổ lắm ai ơi đó. Cái gì mình sống mà mình đi theo cái lục căn, với cái lục trần thì Vinh gọi là đi theo cái trước mắt của mình đúng không ạ? Ừ, sống mà cứ đi theo cái trước mắt thì khổ lắm ai ơi. Là lúc đó tự động giống như là Nguyễn bỏ lại ở sau lưng một thời tạo tác. Nguyễn chạy theo trước mắt là Nguyễn bỏ ở sau lưng một thời Nguyễn tạo tác à, nè. Vì từ đây cho đến ngày Di Lạc á, bạn phải còn trả sát phàm nhân. Yeah. Đó. Di Đà Phật. Và là đầu tiên chào Nguyễn cùng với đồng sĩ xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình tiếp tục xem cái dòng pháp đất này. Thì Quỳnh đồng sĩ cũng có chia sẻ là bây giờ là mình không phân thiện ác nữa, mà về, trở về tính chất rút ráo là hoàn toàn thiện. Thì cái chỗ này Nguyễn cũng thắc mắc là tại sao ở cái dòng đời của mình á, lúc nào cũng phân thiện ác, và đặc biệt á, là mình đi tìm cái tâm, đi tìm cái chọn lành chỗ sáng, nhưng mà bản chất á, nó như là bóng cây dưới đáy nước và một cái cây thật. Thì cái sự sống giả, Nguyễn giả dụ như là bóng cây, nhưng mà cái cây thật thì nó muôn màu muôn vẻ, đôi lúc mình chỉ thấy được một màu đen ở dưới cái mặt nước thôi. Như vậy á, thì cái thân và cái tâm và cái thiền và cái ác này nằm ở chỗ nào, và làm sao để tìm được cái tâm chọn lành chọn sáng này, hay là nói một cách khác hướng thiện như Quỳnh đồng sĩ muốn chia sẻ. Thì bây giờ Nguyễn mời tất cả quý vị khán giả cùng đồng hành cùng Nguyễn để mà nghe về cái dòng pháp của Quỳnh đồng sĩ muốn gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì mời Quỳnh đồng sĩ có đôi lời với tất cả quý vị khán giả đang nghe. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Như Lai. Dạ, Mô Nam Tự Thanh Như Lai. Thì trong buổi sáng hôm nay có một cái nhân viên là tóc xả mời đồ đại Nguyễn. Yeah. Ừ. Cả nhà xem cái dây buộc tóc hàng ngày Quỳnh buộc vậy, thì sáng nay ra cũng buộc như vậy, thì hôm nay tự ổng bước ra thôi, cứ để tóc xả mây đồ siêu sạch tịnh độ luôn. Yeah. Thì sáng nay trong cái nhân viên hai anh em gặp lại quý đồng đạo Phật tử gần xa trong và ngoài nước, thì như ở chỗ đại nguyện nói Quỳnh đồng sĩ sẽ có đôi lời chia sẻ, nhưng mà thật ra là không phải đôi lời chia sẻ đâu Nguyễn. Dạ. Cả nhà là chỉ có một lời chia sẻ thôi nha Nguyễn. Dạ. Ừ, chứ không phải là hai lời và đôi lời đâu, và hai lời và đôi lời cũng như là một lời vậy đó, vậy ha. Dạ. Thì cái nhân viên của clip này thì chủ yếu Quỳnh có một vài câu thơ tặng quý đồng đạo, cũng như chỉ rõ cái chỗ có không và không có, nhận ra được thân tâm và tâm thân, cũng như ngay chỗ Phật nói là ở hiện tại mấy ông đầy đủ tất cả nhân duyên, không dư không thiếu, vừa đủ trọn đều ở nơi đó thì gọi là Như Lai hả Nguyễn ha. Cũng như hình với bóng và bóng với hình, những chân lý nó không có rời vạn vật bốn lời đâu đại Nguyễn. Chúng ta đừng có mãi đi tìm, Phật đã nói rồi các bạn. Các bạn nên từ từ đủ nhân duyên rồi các bạn sẽ hiểu những lời của Phật nói thôi, những lời Phật tiên thuyết ra thôi cả nhà. Thì bây giờ vậy, hôm nay cái vấn đề chữ có chữ không, Phật đã nói ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà chúng sanh vẫn xoay vòng trong đó chưa ra được Nguyễn. Thứ nhất, cái thứ hai là Phật đã nói là thiện không là thiện, ác không là ác, ở cái chỗ có tánh, ở cái chỗ cái chơn hả Nguyễn ha. Và cho nên chúng ta trước kia thì bọn Quynh cũng từng nói với đại Nguyễn như vậy, ác cũng ta và thiện cũng ta đó Nguyễn. Đó, vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ tướng nha Nguyễn, còn cái chỗ tánh nữa thì đi về như thế nào, cũng như bản thân của chúng ta. Thì trong cuộc sống thế gian xáo nẻo hồng trần này, chúng ta ai cũng được làm viện thác chuyện ác và ai cũng được làm chuyện thiện. Đó là Quynh nói về cái tướng nhân duyên, và để hiện ra được cái tánh của nhân duyên đó thì mượn thêm cái chữ tâm hay Nguyễn ha. Dạ. Đó, ý mình nói vậy là mượn một cái câu chữ khác cái chữ thân mình và khác cái công việc mình làm,
thì gắn vào thì đây là mượn cái chữ tâm. Đó, chữ tâm và chữ thân là Nguyễn thấy viết hai chữ khác nhau. Thì Nguyễn cứ nghĩ nhìn vào cái hình tướng là Nguyễn cho là khác nhau. Nhưng về cái tính, cái tánh chân thật, cái tướng chân thật ở trong đó, nó đâu có khác nhau Nguyễn. Đó, ý mình muốn nhắn vào chỗ này. Thì cho nên cái tướng làm chuyện ác, nhưng mà cái tánh là không phải ở chuyện ác. Đó, có nghĩa mình nói cái sự thật không phải là ở chuyện ác. Thì gọi là cái tâm trong cái chuyện ác không phải là tâm ác. Cái tâm trong cái chuyện làm thiện thì là tâm thiện. Mình nói cái chữ tâm ha. Và cái tâm trong cái chuyện ác là tâm thiện luôn. Cũng như cái bài pháp hôm qua anh em mình có nói, Phật là Phật, ma là ma và ma là Phật, chứ không phải Phật là ma nha Nguyễn. Đó, cũng như đúng thì là đúng, sai thì là sai, rồi đến đó sai là đúng. Đó, là cái tánh á. Cái sai là sai, là cái sai là người ta đang nhìn trước mắt hay Nguyễn Hăng. Thấy cái sai trước mắt là thấy cái tướng thì cho là sai. Nhưng mà ẩn trong tướng đó là cái tánh á, thì là đúng. Đúng làm sao thì chút huynh sẽ giả dụ trong thời gian thì mình sẽ thấy liền. Đó, những chuyện này ở nơi mười phương không có, và nơi thế gian chúng ta có đầy đủ. Chúng ta có thể dùng tất cả những cái thực tế để giả dụ và chứng minh cái chuyện này rất dễ. Chuyện này là không cần tu nhưng mà nằm trong tất cả pháp môn tu. Có nghĩa là đã rốt ráo rồi, để Nguyễn phải hiểu ha. Có nghĩa những từng câu chữ huynh nói là chuyện này không có để trong kinh, nhưng mà không rời kinh, Nguyễn hiểu ha. Có nghĩa là Nguyễn đã thấu đạt rồi, đi ra rồi, chứ không phải là Nguyễn chưa từng ở trong kinh tạng. Mình phải nghe và cho thẩm thấu hả Nguyễn? Dạ. Rồi, bây giờ vậy. Theo trước mắt á, thì khổ lắm. Có nghĩa là khổ lắm ai ơi đó. Cái gì mình sống mà mình đi theo cái lục căn á. Với cái lục trần thì huynh gọi là đi theo cái trước mắt của mình đúng không ạ? Dạ. Ừ, sống mà cứ đi theo cái trước mắt thì khổ lắm ai ơi. Là lúc đó tự động giống như là Nguyễn bỏ lại ở sau lưng một thời tạo tác. Nguyễn chạy theo trước mắt là Nguyễn bỏ ở sau lưng một thời Nguyễn tạo tác. Nè. Vì từ đây cho đến ngày Di Lạc á, bạn phải còn trả sát phàm nhân. Dạ. Đó. Mà tại sao quý thân thiện, đó, mình nói quý thân thiện ha, lại đủ duyên được hòa hợp về dòng tử thanh, mà sao ở cái chỗ này huynh nói là trả sát phàm nhân. Đó, huynh thấy ngộ không? Nghĩa là từ khi Phật Bổn Thích Ca cho đến hiện bây giờ thì rất là nhiều kim thân hiển lộ của quý thánh rồi. Và từ đây cho đến ngày Di Lạc còn rất nhiều vô lượng vô biên nữa. Và chúng sanh tu, huynh chỉ tính cái mốc từ Phật Bổn Thích Ca cho đến hôm nay, hiện tại và vị lai cho đến ngày Di Lạc, là bạn cần phải trả cái sát thân phàm trần. Có nghĩa là cái sát phàm nhân. Rồi sao nữa hán Đại Nguyễn, để huynh đọc vài câu thơ nữa nè. Chủ yếu là cho hết tất cả này nè. Bốn đường quán hận. Đó. Từ từ đi, sạch hết tất cả bốn đường quán hận. Thì trời, người để qua một bên. Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó. Từ đây cho đến ông Di Lạc. Làm sao phải hết sạch sẽ bốn đường quán hận này. Là cái chỗ đó là cái chỗ phàm nhân đó Nguyễn. Đó. Cơ bản ha. Cơ bản cho sạch hết bốn đường quán hận. Rồi đủ duyên đi. Từ từ nè. Bây giờ cái khoảng đường mà từ đây cho đến ông Di Lạc nè. Còn một khoảng nào huynh nói là quý thánh nhân và hiển lộ kim thân đó. Đó. Lại từ giai đoạn này nè. Trong đời này thánh nhân lộ vẻ. Đại đồng hương tùng bóng phủ che. Thấy không? Trong đời không gian này nào Nguyễn. Khi mà thánh nhân lộ vẻ thì lúc đó tất cả chúng sanh luôn đều được cái nhân duyên là đại đồng hương tùng bóng phủ che, không phải riêng một mình cái ông thân thánh nhân này mà được đồng hương, mà tất cả quý vị, tất cả các bạn phải đều được cái nhân duyên
đồng hội, đồng hương và đồng thiền, cũng như đồng lòng, đồng tâm của tất cả các thân các bạn đó. Chứ Quỳnh không nói cái thân của ông Thánh Nhân nè. Tất cả các bạn đều nhận được hết, đều cảm nhận và đều thấu biết, đều hiểu rõ hết, thấy ra những cái vấn đề này. Thân của các bạn cũng vậy, cũng ý Quỳnh nói là bây giờ các bạn một pháp thân thì các bạn chưa đủ nhân duyên làm nên cái gì đâu. Đó. Thì đồng hương đây ý Quỳnh nói là tập hợp tất cả những pháp thân trong ba đời của các bạn. Bây giờ Quỳnh nói các bạn chưa tới thì các bạn chưa có cảm giác đó đâu. Nhưng mà từ từ. Từ từ rồi các bạn sẽ thấy. Kéo chữ Quỳnh nói từ từ các bạn sẽ thấy. Đại đồng hương. Chứ không phải là đại đồng hương là nói về cái cõi nước hay cái dòng pháp của một ông thánh đại đồng thôi. Hoặc là Bủ Sơn Kỳ Hương thôi nha. Là nói một mình ổng là Quỳnh không có nói ha. Cho nên Quỳnh nói về cái gì đại chúng Quỳnh mới nói. Cái gì của nhân dân Quỳnh mới nói. Cái gì của gốc Quỳnh mới nói. Chứ còn của riêng với Phật với Thánh là không có cần nói à, có gì nữa đâu nói à, hiểu ý ha Nguyễn ha. Nay cung kính bạn bè tam cõi, người biết tu đừng có móc môi. Duyên ai nấy tu, duyên ai nấy hành, đều là của chung trong Phật Pháp hết. Đó. Cái chỗ mà Quỳnh hỏi ở đây Đại Nguyễn, chúng sanh, Thánh và Phật dùng món gì, dùng cái gì mà dùng như không dùng. Dùng không no, dùng không đói, dùng không chán, dùng xong lại không bỏ. Mà dùng hoài nó cũng không xong. Đó, cho nên Quỳnh nói đúng người tu thì đừng có móc môi. Bây giờ ở bên ngoài nè, và mười phương á, Thánh với Phật là đang coi chúng ta sống đó Nguyễn. Đang coi cái hành động, công việc, việc làm của chúng ta sống á. Chứ mình ở trong đó mình không có thấy được mình đâu. Ý mình nói là bây giờ chúng ta tu ở trong chùa nè, trong nhà nè, tăng ni nè, am miếu tự nè, giáo hội, trong và ngoài giáo hội nè, bản thân mình không thấy được mình không ấy. Mà mình nói là Thánh với Phật á, đang coi chúng ta sống, là mình nói đại chúng bên ngoài nè. Chứ mình không có nói gì xa vời đó. Mình không có nói tự thanh, tự thánh gì ở trên mười phương đắc quả gì mà nhìn xuống đây. Bộ người ta có con mắt như mình mà gọi là nhìn không, mà gọi là thấy. Bộ người ta có rời cái sự gián đoạn với chúng sanh mà gọi là thấy không. Phải hiểu cái mà Quỳnh nói, như là Phật đã tuyên thuyết trong kinh, hoặc là quý tổ nói mười phương chư Phật đang xét soi, đang khen thưởng, là đừng nghĩ là ở trên nào mà hư không mười phương ngồi đại sen vậy, trển này ở ngồi trển chấm là không có. Quỳnh nói đại chúng này nè, người dân á, dân gốc đây nè Nguyễn, nhìn vào người ta thấy hết trơn à. Nguyễn thấy không? Đó đó, mấy ông tu làm sao? Người ta thấy hết ráo luôn. Người ta không tu. Mình nói với Nguyễn vậy đó. Bên ngoài người ta không tu, nhưng mà mình phải biết là cái không tu của người ta là như thế nào. Phải không? Người ta thấy ráo hết trơn à. Mà ở trong đó mình không thấy mới ngộ chứ. Đó, ý mình nói là những cái chỗ duyên đó đó, nhân duyên đó là Phật với Thánh đó, là đang coi ta sống đó. Phải không? Thì Phật với Thánh bên ngoài thấy rồi, thì ông Địa Tạng và ông Anh Ba làm sao mà không nhúc nhích. Nguyễn thấy ha? Có nghĩa là ông Địa Tạng và ông Anh Ba làm cái pháp đó thì phải đại chúng bên ngoài thấy, rồi có cái sự cảm ứng, phản ứng với nhau. Có nghĩa là tương tác với nhau thì ông Địa Tạng với ông Anh Ba mới vận hành, mới lôi ra sự thật. Đó, Nguyễn thấy ha? Đây là cái vấn đề nằm trong cái trình tự như vậy đó nghe Nguyễn. Cái quy luật, cái trình tự là nó có cái một cái dòng xoay như vậy đó, trải đều trong ba cấp hết, không có sai biệt chỗ nào ở trong Tam Thiên và Đại Thiên luôn. Đó, vậy mới gục thuộc về của tự nhiên, thuộc về không đụng tới ba nghiệp. Chứ tự nhiên tôi nhảy vô cái rồi tôi đụng chạm với anh ha, phải không? Phải có cái yếu tố gì đó, là phải có cái một cái nhân duyên gì đó, một cái sự xúc tác gì đó mới có cái phản ứng được Nguyễn. Trong ta bà nó vậy đó, hồi xưa giờ Phật cái Thánh đều như nhau vậy đó Nguyễn. Cho nên mình nói ha, Thánh với Phật là đang coi ta sống nè. Nhớ ngàn nội ngoại hôm nay nè, chưa có được một lòng đâu. Đó. Vì nội ngoại chưa được một lòng, chưa nói được sạch trong cái vấn đề mình tu tập. Ý mình nói đây, nội ngoại là bản thân mình
trong cái môi trường mình tu tập, là nội với nội, là nội đối nội ha, rồi bản thân mình với cuộc sống bên ngoài mình, môi trường mình tu tập là nội đối ngoại đó, ý mình nói vậy đó. Rồi ngoại bên ngoài cũng vậy, ngoại đối ngoại, rồi ngoại đối nội, hai cái ông này chưa cân bằng với nhau thì không có nói đến vấn đề sạch ở trong cái chuyện mình tu tập được. Có nghĩa là mình không có nói mình trong sạch được, hai bên này không có ai được nói ai luôn đó, thì tiền nhân nó mới có hậu quả, thấy không ha? Đây là thuộc vấn đề tiền nhân, giống như là tiên nhân nó mới chỉ lộ ở đằng cái cửa hậu sau này, chứ ăn trước nó không nói được gì. Thì trong vấn đề này Phật nói rồi, nếu như cái đó mà xảy ra thì đều nằm trong bốn tướng. Giống như ông tu Bồ Đề mà ông nói ông là tu Bồ Đề thì ông đã chứng đắc không phải là tu Bồ Đề, thấy không? Yeah. Đơn giản vậy. Vì nội ngoại ta chưa một lòng, chưa nói được sạch trong tu tập, Phật khuyên tu chứ không có khuyên chấp. Nhớ ha, cái vấn đề này mấu chốt nè. Phật khuyên người tu, đại chúng khuyên người tu chứ không có khuyên chúng ta chấp. Và nghe huynh nói hiểu thấu mới lìa được cái chấp. Còn nếu không hiểu thấu thì cứ nói huynh phân biệt, huynh chấp, thì đây là cái chứng bệnh của huynh. Nếu nói vậy thì đây là chứng bệnh của huynh. Và chứng bệnh này cũng giống như là chứng bệnh của thánh và của thân thánh và thân Phật ba đời vận hành y như vậy đó Nguyễn, thấy không? Vì đại chúng mà chỉ cho các ông biết thì giai đầu phải chịu các ông đánh đập chửi mắng thôi, y như Phật Bổn Thích Ca ngày xưa thôi Nguyễn, không khác đâu, thấy không? Vì cái hạnh mà thường bắt khinh Bồ Tát, cung kính đại chúng, muốn nhắc nhở cho đại chúng mà đại chúng lại đập, lại đánh, quăng gậy, ném muỗng dùa cho u đầu chảy máu, rồi nhận những cái lời qua tai đó, vậy thôi, phải không? Mình đâu khác đâu, y như nhau, lúc đầu ai cũng y như nhau vậy ha. Đó là chuyện của bình thường, phải không? Tiếp tục nè. Chưa nói được sành trong tu tập, Phật khuyên tu đâu có khuyên mình chấp đâu. Phải diệt cho rồi cái tập của thầy la, đừng la mắng. Tu làm thầy đừng la mắng đồng đạo với Phật tử, tất cả đều bình đẳng như nhau. Hôm nay mình nói, hôm nay tất cả những viên tu mà mình làm thầy mà mình dìu dắt đó Nguyễn, là mình nói thầy trong sáu não nghe, là chúng ta đều là như nhau, đều là phàm như nhau, phải không? Chưa có ra được sáu não, có nghĩa là chúng ta dẫn anh em chúng ta đi trong sáu não thôi, đi vòng vòng trong sáu não chơi vậy đó. Giống như mình đi chợ, đi siêu thị, thấy cái cảnh nó mới hiện đại một chút rồi đi trở về ngủ chung như vậy đó Nguyễn. Chưa ra được cái chỗ nào trơn, cũng vòng vòng ta bà với đi mẫu rồi tham quan, giống đi Tết thì hội qua cây kiển, hội qua sân, hoặc là đi coi triển lãm đầu này nọ chút để cái về cái người ta đóng cửa, người ta dẹp, giống vậy Nguyễn. Giống đi coi cải lương, coi ca hát, xong rồi hết giờ hát cái ta khép tuồng rồi về, vậy thôi, nó giống tựa như vậy thôi, chứ không có là cái gì hết, cũng lòng vòng thôi, sáu nẻo, đi trong sáu nẻo thôi, Nguyễn hiểu ha. Bây giờ trong ở đây Nguyễn đi tìm chỗ nào Nguyễn học cũng là đi tìm học trong sáu nẻo hết. Và những cái vấn đề đó là ở trước mắt Nguyễn chứ không có nằm ở đâu xa lạ hết. Những cái gì Phật để trong kinh là đều của cái hiện tại này, và cái quá khứ hồi xưa cho đến hiện tại, và cái cuộc sống của vị lai tới đây, chứ không phải Phật nói những cái đó nằm ở trên cái cõi Phật, nằm ở trong cái dòng tự thanh là chỗ đó về đây không có nói được ha. Ý mình nói là về nếu về đúng về đạo ha, nếu về đúng về viên mãn là không có nhúc nhích đến lục căn và lục trần đó, mình phải biết như vậy nghe. Còn nhúc nhích của lục căn và lục trần là nằm trong phước hữu lậu, là nằm trong cuộc sống của vạn vật và chúng sanh tứ đại bốn lầu. Nhưng mà mượn cái tương ưng để cho người ta chủ yếu là nhận thức, phải không? Nhận về phần kiến, nhận về phần thức và rõ ra. Chứ còn về cái tướng của thế gian thì vẫn là cái tướng của thế gian thôi. Đơn giản vậy đó. Ví dụ cái tướng huynh bằng cái màu áo như vậy thì huynh cũng là cái tướng của thế gian thôi. Cái lớp nước sơn bên ngoài nó cũng phải bạc à, bình thường chứ không gì đó. Còn cái cốt bên trong á, huynh vẫn là cái tướng của thế gian thôi. Thì tất cả những anh em làm đạo cũng y như vậy. Chủ yếu vậy ha. Diệt cho rồi cái tập thầy la, đời với đạo chung một mái nhà, sống vị tha hồn ta mở rộng. Rồi tự nhập hai chữ có không đó. Sống vị tha thì lòng ta nó mở rộng rồi. Tự động ta nhập ta hiểu được hai chữ có không nè. Coi nó phải là không có hay là một là hai nè. Nhưng bản chất hai dòng như một,
cái điểm này là cái chỗ mấu chốt. Hiểu được điểm này là chúng ta thông. Đơn giản lắm, hiểu được hai chữ có không, hai chữ ra vào. Đây là cái mấu chốt, cũng như đây là cái điểm tựa cho chúng ta đứng lại, chúng ta dựa vậy đó mẹ. Đó, nó giống như vậy thầy. Giống như cái chỗ đó là cái chỗ ở trong sáu nẻo, một cái bức tường để chúng ta không còn bước tới nữa đó. Tới đó đụng lại là hết chỗ đi rồi đó. Nhiều đó trong tất cả dòng kinh tạng câu chữ của Phật Tiên Thiết rất nhiều, cũng như 84.000 pháp môn cũng vậy thôi. Đến đó rồi cũng đụng hai chữ có không. Thời gian thì đến đó là hai chữ có không là kết thúc. Diễn ra bao nhiêu cũng nằm hết ở trong hai chữ có không hết. Đó, cái pháp thời gian là vậy đó Nguyễn. Tất cả nằm trong hai chữ có không, mà Nguyễn hiểu được hai chữ có không và Nguyễn nhận ra được hai chữ có không. Rồi là coi như là Nguyễn biết được ở đây là như thế nào, chứ không phải Huynh Nguyễn hiểu được rồi Huynh nói Nguyễn nói vậy rồi cái Nguyễn nói là Nguyễn đi ra là chưa nghe, chưa có gì đó nghe. Ờ là cũng còn trong hai chữ có không á, nhưng mà mình biết để mình tập hợp lại Nguyễn. Nhưng bản chất hai dòng như một, cái điểm này như tựa là cái mấu chốt nè. Hai như một, một cũng như hai. Rồi bây giờ vậy nè, nhìn cho kỹ cái bóng hình thật tại. Hình thì nó ngắn, bóng thì nó dài, vô biên. Nãy mình nói với Nguyễn An Phật chỉ ngay chỗ hiện tại, mấy ông ở ngay chỗ hiện tại thì mấy ông soi xét, mấy ông sẽ thấy. Thì Huynh mới để thân tâm mình, nói bây giờ thân của Huynh là có tất cả. Để cho Huynh nơi tứ vô lượng và tứ niệm xứ nơi đây mà Huynh trụ, Huynh quán, Huynh xét, Huynh soi. Những thứ này là tam bảo không? Những phương tiện này là tam bảo không? Mà Huynh ở chỗ này mà Huynh không thấu đáo ra, mà Huynh đi chạy qua chỗ khác là Huynh cần phải coi lại cho rõ. Còn rất nhiều nơi cái thân tâm, có nghĩa là bản thân Huynh, Huynh nói còn rất nhiều để cho Huynh học hỏi trong đây. Có nghĩa là ông thầy này ông còn rất nhiều để ông dạy cho Huynh ở trong đây, chứ không phải đơn giản chưa có đụng gì nhúc nhích gì ở trong đây hết. Đó, ví dụ vậy, ví dụ như bao nhiêu chân lông cây tóc mình nói ít bên ngoài thì là Huynh chưa có đụng gì hết. Những cái Huynh chia sẻ ra Huynh chưa có đụng gì hết đối với cái bản thân mà ổng chỉ cho Huynh. Đây là cố nhân, Nguyễn biết ha. Đây là cố nhân xưa, đây là tiền nhân, phải không? Nguyễn phải biết như vậy đó, chứ không phải Nguyễn nghĩ rằng cái ông thân này là sao, Nguyễn nghĩ không có nổi, Nguyễn nghĩ không có nổi đâu. Đâu phải tự nhiên mà ổng có được gì. Huynh nói cái bản thân của Nguyễn hiện bây giờ Nguyễn ngồi đây là một cái sự hoàn thiện, hoàn chỉnh tuyệt đối nơi bản thân Nguyễn. Có nghĩa là đây là một cỗ máy. Nguyễn nói đây là một cỗ máy nha. Nguyễn nghe người ta nói cỗ máy thời gian, Nguyễn biết rồi đó. Nguyễn tưởng ở đâu? Đây, cỗ máy thời gian, ổng ngồi đây nè Nguyễn. Ổng là cỗ máy thời gian. Ổng hoàn chỉnh, ổng căn chỉnh, ổng hoạt động nhịp nhàng. Khi có tác động của lục căn và lục trần ha. Ví dụ Nguyễn đang làm gì không cần biết, mà khi tác động của lục căn bên ngoài, lục trần bên ngoài đưa vào tác động nơi cái bản thân của Nguyễn, làm cho Nguyễn có sự nhúc nhích gì đó, thì bản thân ảnh đang mất cân bằng, mất cái sự cân bằng, ảnh càng phải chỉnh lại liền đó. Nguyễn thấy đây là cái sự, cái lập trình tự do của ảnh. Đây là một cỗ máy thời gian vô tận, vô lượng và vô biên đó. Rồi một chút mình nói tiếp nữa cho nghe ha. Thì bây giờ nói sơ sơ là hiểu đây là cỗ máy thời gian, đây là cố nhân của mình ha, đây là ông thầy cổ Phật của mình. Nhớ không Nguyễn ha? Đó, định lại ha. Rồi, nhưng bản chất hai dòng như một. Cái điểm này như tựa mấu chốt nè. Hai như một, một cũng như hai. Nhìn cho kỹ bóng hình thật tại nè. Hình thì ngắn, bóng dài vô biên. Khi thân đặt đúng chỗ tự nhiên. Quỳnh nói là hình á, thì cái hình mình là hình dáng mình là chỉ có 1m6, 1m7 thôi ha. Thì nó ngắn lắm. Nhưng mà bóng á, thì nó dài vô biên. Chừng nào bóng nó mới được dài vô biên là chừng này nè. Khi thân đặt đúng chỗ tự nhiên thì cái bóng vô biên vô lượng. Đó. Yêu cầu cái thân của Nguyễn đặt đúng cái chỗ tự nhiên, góc cạnh của mẹ địa mẫu và ông mặt trời thôi. Quỳnh nói gần ở đây nè, là có nghĩa là tam bảo nè ha. Ví dụ là Nguyễn nè, trái đất và mặt trời là xoay quanh đó là tam bảo nè. Ba ông này là tam bảo lớn ha, là ba vị cổ tam bảo ha. Cái thân Nguyễn đặt đúng cái vị trí của tự nhiên thì ông mặt trời và địa mẫu sâu vô cái 1m7 của Nguyễn thôi ha, thì cái bóng của Nguyễn lúc đó là nó vô
biên và nó vô tận, nó không hạn lượng, không dùng cái khoảng cách thời gian và cái bề bự, bề cao, bề nhỏ gì để đo anh này được hết, là đo là cái bóng của Nguyễn ý mình nói đó. Mà cái vô tận, vô lượng, vô biên đó là nó xuất phát từ cái thân của Nguyễn, đặt đúng cái chỗ của tự nhiên, chứ không phải tự nhiên mà anh có cái đó, không phải tự nhiên cái bóng nó được như vậy đó, ý mình nói như vậy đó ha. Đây là vấn đề của trong cái chân lý vận hành thôi. Đó, bình thường chứ không gì trơn á, nó là bình thường, là gọi là khoa học luôn đó Nguyễn, ý mình nói là gọi là khoa học đó, chứ không có mơ tưởng gì đâu ha. Cái này khoa học cũng có nói rồi mà, ổng nói nếu như mà cho ổng một điểm tựa á, với một cái đòn bẩy là ổng bật cái trái đất mình bay đi đó, ổng nhìn thấy được cái nguyên lý vật lý đó Nguyễn. Còn Vinh thì Vinh nói khỏi, chỉ cần cái thân của mình đặt đúng cái điểm thôi, ngay trên địa mẫu này, thì cái bóng của mình sẽ được vô tận và vô biên và vô tận thôi. Yeah. Đến lúc vô hình nó vậy đó, thì giống như bóng tùng nó cũng che vậy đó Nguyễn. Khi thân đặt đúng chỗ tự nhiên thì cái bóng vô biên vô tận, vô biên vô lượng, tức cái tâm kia cũng tương đương. Khi chúng được tình thương vô hạn, khi trúng ngay cái chỗ được tình thương vô hạn thì cái tâm á, cũng như cái bóng vô lượng vô biên vậy đó. Rồi bây giờ Vinh dài câu thơ của Vinh, Vinh sẽ chia sẻ cho Nguyễn nói rõ hơn cả nhà thấy cái chỗ không có, có không cũng như tâm này. Thì có nghĩa là ở nó là lòng vị tha, là tâm ta mở rộng trước rồi ha, thì tự là có được cái một, thì tự hiểu được cái chỗ có không thôi, là thân tâm hai dòng như một ha, tắc sẽ ngộ đúng chỗ của có và không, ngộ đúng chỗ như quý tổ nói nè. Bây giờ bấy lâu nay Nguyễn nghe hai từ thân và tâm, Huynh cũng nghe hai từ thân và tâm, và đại chúng cũng nghe, cứ nghĩ rằng là tìm tâm bỏ thân, và cứ nghĩ rằng ông tâm này ổng ở đâu á, ổng ngự trị ở đâu và ổng hoạt động, ổng vận hành như thế nào, không có biết hình dáng cụ thể tay chân mặt mũi hoặc là cái thần thông tần số ổng làm sao sao đó. Đại khái là tất cả những thắc mắc đó Huynh dùng cái từ của Huynh trong cái tạng thức mà Huynh nói ra cho gần gũi vậy ha. Đó, đây là cái vấn đề chúng ta rất là thắc mắc. Thì Huynh nói cả nhà ôm sách á, ôm kinh á, mà cả nhà bỏ làng thành dân sớm ấp á, là cả nhà bỏ Phật với bỏ Thánh á, trước mắt mình không. Bà con người ta nói rồi, tôi thấy cái ông quan này ổng sống ổng làm việc có tâm quá, thấy không? Còn đời bây giờ tao nói là chọn người có tâm có tầm, Huynh thấy không? Có tầm nghĩa là cái chiều sâu á, chiều dày đó, cái chiều vô lượng vô biên đó Nguyễn. Có cái tâm phải sâu rộng vô lượng vô biên mới đủ nhân viên trong cái thời này, ý người ta nói vậy đó Nguyễn, là có tâm và có tầm nữa. Sao mà cái ông quan này, ông cán bộ này, tôi thấy ổng làm việc có tâm hết sức à. Thì mình coi lại, người ta nói vậy là ông, cái ông quan này, ông chính bộ, ông cán bộ này, ổng làm cái gì mà có cái tâm mà cho bà con khen dữ vậy. Cái mình mới đi tới mình hỏi bà con cho rõ, đâu cô bác cho con hỏi là sao, ông cán bộ đó làm sao. Bà mới nói đây nè, hồi đó ổng còn cái thời ổng đương nhiệm đó, là ổng nè, ổng làm nè, ví dụ nè, ổng làm đường nè, làm cầu, làm cống nè, làm nhà tình thương, tình nghĩa nè, bản thân ổng làm nha, chứ không phải là chỉ đạo cho ai làm. Ý mình nói bản thân ổng á, ổng là chức vụ cao rồi mà đích thân ổng nè xuống ruộng nè, đích thân ổng là đi trồng cây nè, rồi đích thân ổng chỉ cho bà con từng cọng lúa, rồi từ trên cấp trên xuống dưới em bé thiếu nhi di đồng đều thấy cái tay chân của ổng làm ở trong đó hết. Ý mình nói vậy đó Nguyễn. Rồi bà con tụi tôi còn thấy ổng giải nắng dầm sương nè, giải mưa nè, nằm đi đầu trần chân đất nè. Ý mình nói vậy Nguyễn. Đó, rồi tất cả những cái gì tôi thấy ổng làm cho bà con, rồi ổng để hết trơn lại cho bà con, chứ tôi không có thấy ổng ôm cái gì cho ổng nè. Đó, ý người ta, bà con ta kể vậy đó Nguyễn. Đó, thì tôi bà con kể xong nghe thì nói, ủa vậy là cái đó là bà con gọi là ổng là có tâm á hả, có tâm tốt á hả. Cái mình nói, ủa vậy là cái việc làm ư. Mình nói vậy Nguyễn. Mình nói, ủa vậy là nếu những gì bà con nói vậy thì đó là cái tay, cái chân, cái miệng, cái mắt của ổng làm ra mà. Đó, mình nói vậy Nguyễn. Đó, mình nói, ủa vậy là người ta gọi là thánh nhân đó hả ta. Mình nói vậy Nguyễn. Cái tính, ủa vậy sao nó cũng giống cái người mình thường làm á, có nghĩa là cái da thịt của con người mình á, thì mình làm cái công việc tốt đó, nhưng mà nó yếu hơn, nó ít hơn thôi. Ý mình nói là cái giống là giống gì, giống như mặt tay chân tứ chi, đầu mình và tay chân á. Ủa vậy là cái ông tâm này là ổng được những cái hành động việc làm này làm ra rồi, trong cuộc sống cái bà con người ta làm tốt đẹp, cái bà con người ta lưu vào trong cái
ký ức á, người ta cởi ra nhiều đời nhiều kiếp á Nguyễn. Dạ. Mình nói vậy, ủa vậy là cái ông Tâm này ổng không có nằm ở trong cái thân của cái ông lúc mà làm hả ta? Ổng nằm ở trong tứ đại bốn lồi, thấy không ạ? Cái mình nói vậy đó, là ổng nằm ở trong cái ký ức của bà con trong ba đời, phải không? Rồi ký ức của bà con ở trong năm châu và bốn bể. Đó, ý mình nói vậy đó Nguyễn. À, cái mình nói. Để mình phân nữa coi bây giờ tới cái vụ mà tâm tâm ác mà người ta nói tâm tà nè, thấy không ạ? Đó. Thì bây giờ cái ông đó ổng làm tốt thì bà con người ta nói là cái tâm ổng như tâm tốt như vậy đó. Rồi cái ông kia, cũng có cái ông kia nữa làm ngược lại với ổng. Mà cái ông mà làm tốt ít sệt thà. Nói Nguyễn nghe. Cái ông mà làm tâm tốt nó ít dữ lắm. Bên kia một chùm vậy nè Nguyễn, đối diện luôn song song hai bên, Quỳnh nói là song song hết trơn nha. Song song hai bên làm công việc đối kháng lại là ta gọi là cái tâm xấu, cái tâm ác luôn, thế gian là gọi vậy đó. Trời ơi sao tôi nhớ lại ba đời cũng có mấy cái một nhóm như vậy, một nhóm ông, nhóm bà. Đó, một nhóm quắc sự như vậy làm cái chuyện ác quá đi. Đó, ta nói vậy đó Nguyễn. Là làm cái chuyện ngược lại với cái chuyện hồi nãy cái ông thiện kia ông làm đó. Cái ta nói thôi mấy ông này ác quá. Cái tâm của ông ác dữ lắm. Cái Huynh mới tìm cái tâm ác, Huynh thả cái tâm, cái tạng thức của Huynh, cái thân hiện giờ nè. Cái thân hiện giờ mình gọi là thả cái suy nghĩ đó. Chứ Huynh không nói thả cái tâm mình cho nó xà mất cọc lắm. Huynh thả cái tư duy đó Nguyễn. Thả tư duy đến cái chỗ đó coi cái hành động đó. Cái Huynh nói, ủa là sao, cái tâm ác là sao? Cái bà con nói nè, đó đó, ổng làm này nè, ổng này ổng đập phá này, ổng phá kia nè, làm ác rồi ổng hại này, hại nọ. Ý mình nói vậy đó Nguyễn, ổng chiếm này, ổng giật kia, ổng giành nọ đó. Đó, đại khái các thứ ổng của người ta, ổng lấy về cho của ổng đó, ha. Ví dụ vậy ổng đánh đập bức bớ các thứ đó, kìm hãm các thứ đó. Đó, ổng làm cái đó, cái người ta gọi là ổng làm cái chuyện ác. Thì nó hiện ra cái tâm ác, cái mình nói, ồ, coi chừng để Huynh nghiên cứu cho hơn nữa mới được. Có nghĩa là Huynh mới nói, nghe đâu là Phật nói là ác không phải ác rồi, phải không? Nghe đâu là Phật nói là ba đời không có thấy tâm rồi. Cái Huynh nói vậy là ở đằng sau cái chuyện ác này là cái gì đó, Huynh phải đi cho ra cái chuyện ác mới được ha. Thì sau khi mà người ta làm cái chuyện ác đó thì để lại, đã Huynh nói Nguyễn rồi, ba đời Phật và quý thánh nhân làm cái chuyện đó là người ta để lại đây hết trơn à, người ta không ôm đi đâu được hết á Nguyễn, thấy không? Làm bao nhiêu tất cả đều để hết ráo ở đây, rồi cái xác người ta trở về với các bụi hết. Huynh nói một cái đợt trước mắt ha, các bụi trả về các bụi, công sức người ta làm hồi xưa làm sao ta cũng bỏ lại hết trơn, rồi làm sao ta còn để lại ở trong đầu của những bà con cô bác là mấy ông nhớ nghe, nhớ làm thiện nữa sao sau này người ta khen, người ta nhớ hoài không? Người ta được nè đời thưởng nè, được các cấp khen nè, rồi được tất cả những đãi ngộ chính sách ưu tiên, phải không? Đó, ý mình nói vậy thì người ta được có công xứng đáng đó, cho nên mấy ông nhớ ngang đừng làm ác như vậy, làm thiện đi đó đó. Mình thấy không? Mình thấy đằng sau cái chuyện người ta làm là để lại cái bài học cho thế gian, cho những người mà chưa được làm thiện á. Cái mà cái ông cũng làm ác á, là chủ yếu là cho những người chưa được làm thiện nhìn đặng bỏ đừng làm ác. Còn những người ta làm thiện rồi là người ta biết cái chuyện này hết trơn à, thấy không? Không cần nhắc nhở gì hết. Thậm chí người ta còn thấu đáo nữa, phải không? Người ta còn không có chơi bai những chuyện kia, người ta không có còn chỉ trách những chuyện kia luôn, người ta thấy đây là một chuyện bình thường, để là bài học rất quý báu. Rồi đủ điều kiện thời gian, bây giờ Nguyễn thấy không? Tất cả đền bù là hết trơn đó, Nguyễn thấy đó. Bây giờ Nguyễn thấy rồi, bây giờ chung tay chung sức chung lòng hết trơn rồi, Nguyễn thấy không? Mới có mấy chục năm thôi mà cái tánh thiện người ta thay đổi phải nói là vô cùng nhanh gọn lẹ. So với hồi xưa Nguyễn Giới thấy hồi cái triều đại phong kiến của triều đình vua chúa trong và ngoài nước mình 1000 năm không có nhúc nhích gì hết trơn. Nguyễn thấy công nhận không? Đó, Nguyễn thấy công nhận trong và ngoài nước họ cái thời phong kiến là Huynh học lịch sử Huynh biết là 1000 năm phong kiến đô hộ không có nhúc nhích được cái gì hết Nguyễn. Mà bây giờ đổi mới một cái dòng pháp chuyển một phát ha, mấy chục năm thôi không thể nghĩ bàn đó. Nguyễn thấy là vô cùng ha, thâm sâu phải không? Rồi cho nên bây giờ rút lại ở cái chỗ là nhìn thấy cho rõ ha, trong cái việc làm của cái chuyện ác và trong việc làm của cái chuyện thiện thì ở đằng sau cái tánh nhân duyên đó, tánh vận hành tự nhiên đó đều rút lại một cái đường, một cái lối là hướng cho tứ đại và bốn lồi của nhân sinh trong thế giới này ha, cõi nước này là đời đều đến một chủ thiện với nhau, hai Nguyễn ha, rút lại như vậy là một chỗ trang hoài với nhau, thương yêu đùm bọc với nhau, bù đắp với nhau, chia sớt với nhau, đó, siết chặt vòng tay cho ấm với nhau,
Đó, Nguyễn thấy không? Bây giờ đó, bây giờ tới cái chỗ đó đó, Nguyễn thấy chưa? Đó, thì bây giờ là nhận ra là không còn cái chỗ ác nữa phải không? Rồi bây giờ Vinh nói, Vinh nói tới cái chỗ tâm mà chỗ hình bóng cho nãy Nguyễn thấy. Thì bây giờ rồi bây giờ Nguyễn biết hiểu được cái chữ tâm rồi chứ gì? Hiểu được cái chữ tâm là từ đâu ổng có rồi chứ gì? Không phải một mình tự nhiên mà ổng có cái chữ tâm, ha. Ý mình nói này, cho nên nếu mà nói tâm là không ha, hoặc tâm là có ha, thân này là không nè. Giờ Vinh nói trước, bây giờ đồng đạo mình tu mình nói là nếu mà nói tâm là có đó, là có những cái nãy đồng bào người ta nói là có công đức đó Nguyễn, có cái đó mới gọi là có tâm đó. Như là chuyện tốt đó ha. À, có những chuyện tốt đó mới gọi là có cái tâm. Có tâm. À, đó. Mà cái có tâm đó là không thấy có hình. Đó, nó ngộ rồi đó. Khi mình thấy có cái tâm ở chỗ đó rồi thì cái hình của người ta làm, cái tướng á, ý nói cái con người á, người ta làm nó, người ta đi chỗ khác rồi. Anh đâu còn thấy cái thân người ta đó đâu, mà anh chỉ thấy cái tâm, thấy cái hạnh nó còn lưu lại trong bút tích của tứ đại đó Nguyễn, lưu lại trong cuộc sống của nhân gian đó. Nhưng mà lúc đó mình thấy có thiệt, có cái những cái đó thiệt, nhưng mà không còn cái thân này nữa, không đâu còn đâu. Cái thân người ta rút đi về cõi nước rồi. Thân này là ngang chứ không phải mình nói mà cái vụ thánh thánh phật phật gì, cái dòng tự thanh gì đó. Mình nói cái xác thân này nè. Thì làm xong rồi kết quả để đó rồi cái thân đi chỗ khác rồi hay quên. Cái thân người ta xây chuyển như thế nào thì tự động mấy ông làm đi, mấy ông biết cái thân ông ở đâu à. Ở trong 32 tướng tốt nha mẹ. Mình nói pháp thân này trong 32 tướng tốt nha. Đó, nói cơ bản vậy thôi để cho nghiên cứu rồi ha. Rồi nhưng mà ý mình nói là cái chỗ tâm đó là gọi là tâm có đó Nguyễn. Tâm có rồi cái thân lúc đó là không có nữa, có nghĩa là cái thân nó không còn tồn tại thì gọi là thân không có nơi đó. Rồi nếu như bây giờ mấy ông nói chấp mà cái tâm có là cái thân không thì bây giờ trở lại ngay đây nè. Đây nè, trở lại ngay chỗ mình ngồi. Nếu như ông mà không có làm những chuyện thiện như hồi nãy ha thì bây giờ tới đây nè, ông không có được cái tâm như cái ông thánh nhân kia và cái ông Bồ Tát kia. Nguyễn coi cho kỹ ha. Rồi tới lúc đó là cái thân ông hoại rồi, cái tâm ông hoại luôn. Ý mình nói là người ta không còn nhắc cái gì tới ông luôn. Đó. Là hai cái này nó đều không luôn. Đó mình nói ha, cho nên mình thấy giờ có như có, là không như không, và không là có, là có là không, là chỗ Phật nói vậy đó. Mình á, ý mình nói là thân và cái lòng của mình đó Nguyễn. Khi mà Nguyễn làm trớt quớt á, trớt quớt công chuyện Nguyễn không có làm hết trơn á, Nguyễn sống coi như là không có cái ích, người ta nói là sống không có ích cho đời và cho đạo đó. Thì Nguyễn coi như thân không có và tâm cũng không có luôn. Không ai biết Nguyễn là cái gì. Có nghĩa là không ai thấy cái thân và không ai thấy cái hành động luôn. Cho nên hai cái ông này là không luôn. Chứ không phải hai ông này không là ông thành Phật. Nguyễn thấy vậy có thành Phật không? Chưa thành người lấy đâu thành Phật, thành Thánh hoặc thành Bồ Tát. Thấy không? Đó, đi tìm cái không đó. Ý mình nói là bây giờ đi tìm cái không là huynh chỉ cho đi tìm cái không đó. Thấy là nhào vô đi. Dám không? Dám làm cho được như cái không vậy không mà đi tìm. Giờ tu dám làm cho được như cái không không? Thử coi 21 quay lại cho làm bốn loại cơ bản. Cho biết cái cảnh, thấy không Nguyễn? Ông Huynh nói thiệt, cái này bốn ông tứ đại ông nói với Huynh vậy đó. Chứ này không phải Phật nói nha, này nằm trong sáu não. Bốn ông tứ đại nói với Huynh đủ nghe rồi. Thì ý Huynh nói đây, nếu như là Nguyễn phân biệt như vậy, thì cái chỗ là cái thân không làm gì hết, không làm gì có ích cho đời cho đạo hết, thì coi như là Nguyễn sống coi như không sống, coi như không có, không có tồn tại trên thế gian này, coi như vô ích, vô bổ, ha, vô hữu. Rồi vậy thì bây giờ trở lại ngay cái thằng này là anh đang có thân đó, anh đang có thân nè, bây giờ anh đang làm công việc nè, làm bình thường đâu, cái tâm không này nó chưa có hiện ra. Có cái thân này đang làm nhưng mà tâm không này hiện ra, như cái câu nãy Nguyễn nói là sao, cái gì mà khoáng đó, khoáng khoáng đó, vô tiền khoáng hậu vậy đó không? À, như nãy ông Nguyễn nói với Huynh vậy nè đồng đạt. Ủa cái câu đó ai nói Nguyễn? Ông thầy ông tổ ha, bà con là phim á, người ta thường nói vô tiền khoáng hậu như là chỉ duy nhất cơ Huynh. Rồi bây giờ cái câu của ông Nguyễn nói cũng hay, ở trong ví dụ như bây giờ Trung Quốc ở đâu mà mấy ông vua chúa đó. Những bậc vua chúa, thánh nhân, thánh hiền, Bồ Tát đều có những câu đó hay lắm. Là sao chứ? Vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu. Đó, cả nhà nghe giống giống vậy đó, giống như thân tâm trong ba đời vậy đó. Vô tiền là tiền là thấy cái trước mắt, vô là không, có nghĩa là những công việc Nguyễn làm ở trước mắt á, khi mà còn thấy công việc Nguyễn đang làm, Nguyễn đang còn sống, Nguyễn làm thì người ta chưa thấy được cái thành quả nó lợi lạc nhiều rồi như những ông thánh nhân đi làm trước đâu. Vô tiền, chừng nào mà Nguyễn không còn làm những cái mà tốt đó đó,
trong kiếp này nè, Nguyễn làm đã đợi cho Nguyễn làm chừng nào mà Nguyễn rút pháp thân đi ha, thì lúc đó cái công việc Nguyễn làm để lợi lạc đó, thì lúc đó sẽ người ta sẽ chứng khoán, khoán là chứng là cho, là ban cho nhà nước, người ta nói là khoán đất cho dân, khoán rừng cho dân, khoán của cho dân, ý nói vậy đó, ý nhà nước nói vậy đó Nguyễn, cái từ khoán là vậy đó ha, cấp bằng khoán cho dân đó đó, ý mình nói đó là cái mà người dân người ta dùng, người ta xài được, thì lúc đó người ta gọi là vô tiền nó mới khoán hậu. Còn bây giờ ở địa mẫu mình, bây giờ mình coi nè, con người mình nè, tại sao người ta nói là hậu môn mà người ta không nói tiền môn đó Nguyễn. Ủa tại sao hậu môn mình gọi là cái cửa, là hậu mà gọi là ở sau, ở cuối, ở chót đó. Ha, thì người ta nói là hậu môn, cái mình nói ủa sao kỳ ta, sao tiền môn ở đâu mà không có hậu môn. Cái nãy Nguyễn nói cái câu là vô tiền khoáng hậu đó Nguyễn. Dạ. Ừ, cái mình nói vậy là bây giờ vậy, cái hậu môn và cái tiền môn nó giống như vậy nè. Là Vinh nói nè, thấy là hậu môn, còn làm là tiền môn. Đó, Vinh nói vậy đó, Vinh đặt ra cái câu vậy đó. Thấy là hậu môn, còn làm là tiền môn. Thì nó giống như cái câu nãy vậy đó. Khi mình làm á, là công việc trước mắt, mình làm thì đại chúng người ta chưa có thấy. Yeah. Thấy không? Nghĩa là người ta chưa có chứng thực, người ta chưa có là cái sự hoàn toàn ở trong cái công việc mình làm. Đó thì lúc đó nó chưa có mở. Yeah. Ờ nó còn đang vận hành, nó chưa có mở gì đó, nghĩa là nó chưa có mở hết cái hoàn toàn của nó đó, nó chưa có ra được nó đó. Dạ, ý mình nói vậy đó, ý nghĩa kết quả đó, hết cái kết quả đó nó chưa ra sao mà thấy rõ được. Nó chưa có thấy được, nó còn đang đi vậy nè, nó chưa có xong, nó chưa có ra được nó. Nó làm hết công việc thiện, nó đi ra rồi nó mới mở, là sau khi nó đi ra rồi cái hậu ở đằng sau công việc nó làm mới thấy được, cho nên ta gọi là hậu môn. Thế giới này là vậy đó. Phật với Thánh cũng vậy, Nguyễn thấy mấy ông Phật về đây làm, người ta thấy bình thường lắm, Thánh cũng vậy. Tới chừng đụng chuyện cái sau này lưu danh muôn thỏ ở hoài đó, là hậu môn không? Mở ra chúng sanh ra biết bao nhiêu lợi lạc. Đó, Nguyễn thấy ha? Dạ. Thì bây giờ cái hình mình với cái bóng này như nãy Quỳnh nói đó, là cái tâm mình nó cũng giống như tựa lấy cái bóng mà mình dí vậy đó Nguyễn. Đó. Là ví dụ như người ta nói là phóng tâm, mở tâm, mở rộng lòng ra thì chúng ta sẽ được nhiều. Có sự tương ưng như vậy, là cái bóng Nguyễn ở đâu là cái thân Nguyễn ở đó, nó giống tuy bây giờ Nguyễn có 1m7 thôi, nhưng mà cái bóng Nguyễn nó kéo dài, nó phủ bao nhiêu thì cái chỗ đó đều là của Nguyễn, đều là cái duyên á, cái nhân duyên của Nguyễn á, của bản thân của Nguyễn không á. Dạ. Thì nói về cái tấm lòng mình mở rộng ra ở trong cái mười phương hư không, hoặc là cái sự tư duy ở trong cái nội tâm và nội thức của Nguyễn đó, Nguyễn có cái sự thương yêu rộng ra như vậy, ví dụ chạm đến chỗ nào thì chỗ đó là trong ba đời Nguyễn nó có ở đó rồi. Nó tương ưng như công việc mình kể hồi nãy đó ha. Mà nó khác nhau về cái thời gian thôi nha Nguyễn. Còn Phật không xét về thời gian, mà chỉ nói về không gian trong ba đời thôi, không gian ba chiều thôi ha. Đó, trước sau ở giữa đều như nhau, thì nói về không gian là không có nói về thời gian. Còn ở đây tại mình nói về thời gian, giống như hồi nãy đó, thời gian hồi quá khứ, rồi bây giờ thời gian hiện tại, rồi đến thời gian vị lai. Đó, để nói lên cái vấn đề thân với tâm, phải không? Còn bây giờ bóng với hình cũng vậy, còn bây giờ mình phóng ra cũng vậy. Ý mình nói là những cái mà Nguyễn ở trong lòng Nguyễn có cái sự tư duy về gì đó nơi cái não bộ của Nguyễn, thì lúc đó là Nguyễn phải biết là trong quá khứ là Nguyễn đã có được những cái gì rồi. Nguyễn, cái thân Nguyễn đã có được ở đó rồi mới có được cái sự tư duy như vậy. Nguyễn cảm ứng ha. Thì mình lấy cái công việc của Thánh Nhân làm rồi đó, để cho người ta thấy được cái tâm của công việc người đó làm trong cái cuộc sống, thì hồi xưa cái thân người ta ở đó làm thiệt mới có được cái sự chứng nhận như vậy. Đó, thì bây giờ cũng y như vậy thôi. Ví dụ như ở đây mà Nguyễn có cái tâm Nguyễn rộng lớn bao la bao nhiêu, thì Nguyễn biết hồi xưa cái thân của Nguyễn đã được làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thấy không? Tự nhiên cái dòng ký ức là thấy mình trong cái bối cảnh ác ác làm sao, thì mình biết thân mình làm những chuyện ác như vậy. Đó, còn khi thấy cái cảnh thiện thì mình phải biết cái thân mình đã có làm thiện như vậy. Đó, nó tương ương như vậy đó. Nhưng mà về cái thời gian ấy, nó không có giống như thời gian ở đây. Đó, mình nói vậy ha. Thậm chí mình nói thời gian thôi, còn cõi nước và thế giới mình không có nói tới nữa. Thì đó là xuyên không, là không gian. Đó, ý nói vậy Nguyễn. Còn mình nói về thời gian là mình nói ngay chỗ thế giới và địa mẫu này là nói về thời gian. Còn lọt ra chỗ này thì nói về không gian. Đó, không gian là nó không còn nằm ở trong cõi nước này nữa, không còn nằm trong thế giới này nữa. Như vậy đó ha. Rồi, vậy Nguyễn thấy được chưa? Clip này mình nói cơ cơ vậy đi ha. Dạ.
Thì đây cũng có một hai ý hỏi nhưng mà thôi để clip sau đây. Ừ, rồi. Cái clip này tới đây thì nó cũng rất là hay. Ừ. Rồi, thôi vậy hai anh em thân ái chào tất cả và cho chúng ta nghe rồi chúng ta ngẫm nghĩ ra. Rồi còn nhiều cái chân như thật tánh trong đó thì chúng ta tự đủ duyên mà tự được. Dạ. Dạ, Mô Nam tự thanh Như Lai. Dạ, Mô Nam A Di Đà Như Lai.